Chào tất cả các bạn, hôm nay Tìm Chung Chuyện VN sẽ đến với các bạn với một chủ đề, đó là những cái ngôn ngữ mà người trẻ ở Trung Quốc người ta hay dùng trong khẩu ủy đấy, trong khẩu ngữ. Thì cái cụm đầu tiên mình muốn hướng dẫn các bạn đó là cụm ơ bái ủ. Các bạn thường nghe là ơ bái ủ thì thường có nghĩa là 250 đúng không? Nhưng ở trong tiếng Trung thì cái này nó lại là một thứ tiếng lóng và nó nói là cái người đấy rất là ngu dốt. Chúng ta có thể đặt một câu có liên quan đến cái ơ bái ủ, ví dụ nhé. Nǐ hái zhēn de shì ơ bái ủ à? Nǐ hái zhēn de, bạn thật sự shì ơ bái ủ à? Là rất là ngu ngốc. Ơ bái ủ trong trường này chúng ta không dịch là 250 mà chúng ta sẽ dịch là gì? Ngu ngốc, đúng không ạ? Một cái trường hợp khác bạn có thể sử dụng đó là lạ phong, tức là thu hút sự chú ý lên của ai đó, đúng không ạ? Thì bạn dùng từ lạ phong. Chúng ta có thể thử ra một cái ví dụ như thế này này. Suy ra ta bú sư zui la phong de, dàng shì wǒ yì rán qǐ huān ta. Suy ra tuy ta bú sư zui la phong de, anh ta không phải là cái người mà hấp dẫn nhất. Dàng shì nhưng wǒ yì rán qǐ huān ta, nhưng mà tôi lại thích anh ấy. Lạ phân trong trường này nó cứ là hấp dẫn, đúng không ạ? Suy rán thà bú sư dây la phân đợ, tăng sư của y rán chỉ khoan thà. Câu một cái cụ số 3 mình muốn đưa ra đó chính là chữ khao láo. Chữ khao láo tức là bạn ăn khao của một ai đó, đúng không? Mình ví dụ người ta tập một cái thành tích gì đó, đúng không? Người ta sẽ mua một cái nhà này, mua một chiếc ô tô này, đúng không? Mà thì chúng ta có thể là đấy, sớm hơn sâu kế của mình chưa khao láo. Bao giờ thì cho bọn tao ăn khao đây, sớm hơn sâu kế của mình chưa khao láo. Lúc nào mày cho tao ăn khao đây. Hoặc là chúng ta có một ví dụ khác nhé. Chi thiên xiao ủy, hôm nay mưa, bị chào không xén, tương đối là rảnh rỗi, đúng không ạ? Bù lú tà chia xin cơ đi phang chứ khảo láo tự chỉ. Chính thiên xiao ủy, chính thiên là hôm nay, xiao ủy là mưa, bị trong không xén, tương đối rảnh rỗi, bù lú chỉ bằng ta cha mọi người xin cơ đi phang chứ chứ khảo láo tự chỉ, tìm chỗ nào mà tự khao cho mình một bữa đi, được không? Đấy, chúng ta đọc lại câu đó nhé. Chi tiên xia ủy bì chào không xén, bù lú tà chá xín cơ đi phạm chứ khảo láo tự chỉ. Chúng ta đi tiếp. Có một cái cụm nữa khá hay và người Trung Quốc hay dùng, đó là thủ. Thủ thì bình thường bạn hiểu là đất, đúng không? Nhưng mà có những cái sự tiếng lóng ấy thì thủ lại có nghĩa là nhà quê. Đi thai thủ à? Cậu quê quá, đi thai thủ à? Hoặc là chúng ta có đưa ra một cái ví dụ là thường vừa nói về ăn mặc chẳng hạn, đúng không? Thì ta có là na zi mai de yi fu wo chuan le yi zi jiu bu xiang chuan le, tai thủ la. Na zi mai de yi fu, cái quần áo mà mua từ đợt đó, wo chuan le yi zi, tôi chỉ mặc có một lần, jiu bu xiang chuan le, thì không muốn mặc nữa, tai thủ là quê quá. Chúng ta tập lại nhé. Nay zi mai de yi fu wo chuan le yi zi jiu bu xiang chuan le, tai thủ le. Quê quá. Ni de yang zi tai thủ le, cái kiểu dáng của anh, bộ dạng của anh nó quê quá. Ni de yang zi tai thủ le. Tiếp theo ta có một cái từ khác, đó là từ chủng là phiền muộn, âu sầu. Chúng ta đặt một câu với nó. Trước kia sụ mình rằng tôi chế đỡ hẳn chủng. Trước kia sụ mình, những cái tên sách như này rằng tôi khiến tôi chế đỡ cảm thấy hẳn chủng. Trước kia sụ mình rằng tôi chế đỡ hẳn chủng. Ok, chúng ta sẽ đi sang một mẫu số 6, đó là mau phọng, thảo luận, bàn bạc. Mau phọng. Chúng ta có một cái ví dụ như sau. Nhi mà tốt cả mà nè, các bạn làm gì thế? Sư tu phao mau lợ.
Nhưng mà tôi cát mà nó các bạn đều làm gì thế? Sutu, more power. Về tốc độ thì chúng ta đã bàn luận rồi mà. Một ví dụ khác đó là lao yếu sợi. Lao yếu sợi là kiếm chắc vớ được một món nào đó, đúng không? Kiếm chắc vớ được một món nào đó, người ta sẽ đọc là lao yếu sợi. Thì trường hợp này ta đưa ra một cái ví dụ đi. Phát hiện trải cầu lao yếu sợi của cái chẩn một bạn. Phát hiện, phát hiện trải cầu nhân viên vật tư lao yếu sợi của cái chẩn một bạn. Anh ta làm sao? Vơ vét hoặc là kiếm chắc trong cái công việc mua bán công ty của cái chẩn một bạn, tôi nên làm thế nào? Phát hiện trải cầu lao yếu sợi của cái chẩn một bạn. À, chúng ta đi tiếp, ta có một cái từ nữa là từ phán sể là rửa quẻ. Chú thêm yêu hỏi là Ní chẩn vật chinh thêm yêu phán sể là Chú thêm yêu hỏi là hôm qua đã hẹn xong rồi mà Ní Cảm ơn chinh thêm phán sể à? Tại sao bạn hôm nay lại rửa quẻ? Hoặc là Hùng ơ cơ à, Hồng A ca Nì sư sư yêu phán sở là phải sang là anh lại giờ khỏe rồi. Ví dụ thế. Khúng ơ cơ Hồng A ca Nì sư sư yêu phán sở là phải chăng là anh lại giờ khỏe rồi, giờ cho giờ trứng rồi, đúng không? Tiếp theo chúng ta có một cái mẫu nữa là chư râu. Chư râu thì bình thường bạn hiểu nó là ăn thịt, đúng không? Nhưng mà có những cái trường hợp đặc biệt trong tiếng lóng thì người ta lại hiểu nó là làm những cái việc dễ dàng nhưng mà lại thu được lợi nhuận lớn. Đó. Thì người ta cũng sử dụng là chư râu. Chư râu tờ sư, in cai ca. Chư râu tờ sư, những cái việc mà dễ làm, tiền nhiều, in cai ca. Ổn mân in cai ca, chúng ta nên làm. Chư râu tờ sư, ổn mân in cai ca. Một mẫu số 10 đó là khấn củ thấu. Bình thường thì là gặm xương đúng không? Khấn củ thấu. Nhưng mà cái này nó hàm ẩn với cái nghĩa là làm những việc nhọc nhằn khổ sở nhưng mà không được thu được nhiều lợi nhuận. Đó. Thì bạn có thể sử dụng là na ge na shi ge khấn củ thấu de shi wo bu xiang gan. Na shi ge đó là một cái việc khấn củ thấu de shi là việc khó nhằn, bu xiang gan, tôi không muốn làm. Ông Mã Vân ông cũng đã nói chúng ta không nhất thiết là phải làm những việc thật khó mà chúng ta hãy làm những việc mà chúng ta cảm thấy dễ làm nhất, chúng ta giỏi nhất thì chúng ta sẽ trở nên vô địch. Chúng, ví dụ như tôi là một người thấp bé nhẹ cân chân ngắn thì nếu mà để tham gia môn đá bóng thể lực kém tôi sẽ không bao giờ trở thành người giỏi nhất, nhưng tôi lại tham gia môn đá cầu bởi vì tôi có thế mạnh là có thể sút trúng mặt hoặc là sút trúng vị trí nào đó trên người của đối thủ cách xa khoảng 4-5 mét. Thế thì tôi sẽ phải tập trung vào môn đá cầu, đối với môn này dễ thì tôi làm, còn cái môn đá bóng đối với tôi như là khấn củ thấu tức là gì, gặp xương vậy rất là khó nhằn thì tôi làm mãi thì nó cũng chỉ hơn một chút thôi chứ không thể thật tốt được, đúng không? Đấy. Vậy theo ta có cái cụm là khấn củ thấu là việc khó và chúng ta đưa ra nhớ lại cái mẫu mà chúng tôi vừa đưa ra na shi yi ge khấn củ thấu de shi đó là một cái việc rất là khó nhằn, wo bu xiang gan, tôi không muốn làm. Bây giờ chúng ta đi tiếp sang mẫu số 11 đó là chư khuộng là người có tâm hồn ăn uống, người thích ăn. Wo shi ge chư khuộng dui shi wu de re ai yi jing chao guo le yi ban ren de jing jie. Wo shi ge chư khuộng, tôi là người rất là có tâm hồn ăn uống. Tùy sứ vụ thờ rơ ai, tình yêu đối với ăn uống, đối với thực phẩm, ẩm thực của tôi. Ý chinh đã trao qua là vượt qua ý ba rấn thờ chinh chiện, vượt qua cảnh giới của những người bình thường rồi. Chúng ta luyện lại câu này nhé. Wo shi ge chư huo, tùy sứ vụ thờ rơ ai, ý chinh trao qua ý ba rấn thờ chinh chiện, cảnh giới, chinh chiện là cảnh giới. Bây giờ chúng ta còn mẫu nữa đó là trái. Trái thì bình thường mình có cái chu trái tức là nơi ở, đúng không?
phía trên của nó là bộ miên và dưới có nét phẩy và bộ thất. À, thì cái trái này thì bình thường là nơi ở, nhưng mà trong trường này khi mà sử dụng sang tiếng lóng thì bạn nên hiểu nó là cái một cái người mà không ra khỏi nhà, có đời sống khép kín luôn ở trong nhà. Việt Nam ta hay có từ rú rú chẳng hạn, đúng không ạ? Ta có thể đưa ra một cái ví dụ để cho các bạn có thể nắm được cái từ trái này. Chuyện gì trái xe thì bèn đứa khẩn trái là yêu sớm hảo bạn phải có ý ra ngồi chẳng chú chú đoán mà. Chuyện gì độ này trái xe ở nhà bèn đứa khẩn trái là đã biến qua mình trở thành một người rất là khép kín. Yêu sớm hảo bạn phải có cách nào có thể ra ngoài, có thể khiến tôi chẳng chú chú đoán mà muốn đi ra khỏi nhà không nhỉ? Tức là mình sống khép kín quá, mình cứ sức ý quá lớn, mình cứ chửi ông nhà thôi, đúng không? Đấy. Thì mình mới hỏi mọi người là có cách nào để tớ thích ra ngoài hơn không? Thì bạn có thể đặt lại là chơi chi, chơi cha lì, vì anh tớ khẩn trái là đợt này ở nhà biến thành mình là người quá khép kín rồi. Yêu sớm bàn phả có ý ra ngoài chẳng chú chú đoán được mà. Có cách nào để khuyến khích tôi ra ngoài chơi không? Bây giờ chúng ta đi sang mẫu cuối cùng trong ngày hôm nay, mẫu số 13, đó là pai chuan. Pai chuan thì có nghĩa là ném đá, ném gạch. Ở trên trên mạng chúng ta hay viết các status này nọ, đúng không? Hơi sốc hàng một chút thì mọi người sẽ pai chuan, ném gạch, ném đá cho chúng ta xem biệt thự. Bây giờ chúng ta đặt thử một mẫu câu để chúng ta nhớ nhé. Bùa chi đá cả chan chu lái chiều cũng pa nỉ mân pai chuan. Của chị đã, tôi đã cản chan chu lái đứng ra chiều cũng pa thì sẽ không sợ. Nỉ mân pai chuan, tôi đã dám đứng lên như thế này, đứng ra như thế này thì tôi không sợ các bạn ném đá nữa rồi. Tôi sẵn sàng nói ra, tôi sẵn sàng đứng lên thì tôi đâu có sợ các bạn tấn công tôi, ném đá tôi, đúng không ạ? Chúng ta duyệt lại cái mẫu này nhé. Của chị đã cản chẳng chú lái chiều cũng pa nỉ mân pai chuan. Wo chi dan gan chan chu lái chiều cũng pa nỉ mân pai chuan. Vậy các bạn có nhớ pai chuan là gì? Là ném đá. Nỉ mân bu yao pai chuan wo, các bạn đừng có ném đá tớ, wo hen pa, pa si sợ chết đi được, đúng không? Thì trên đây thì tiếng Trung .vn vừa đưa ra cho các bạn một số các cái tiếng lóng khẩu ngữ mà thanh niên Trung Quốc thường dùng. Thực ra nó vô biên, nó nhiều lắm, nó rất là nhiều, nhưng mà chúng ta tích tiểu thành đại, mỗi hôm có một chút thì dần dần là chúng ta sẽ quen thôi và chúng ta sẽ tiến bộ dần dần. Và nếu mà như các bạn muốn chúng tôi làm thêm các chủ đề mà các bạn quan tâm thì xin mời comment ở bên dưới. Nếu mà các bạn cảm thấy clip này hay thì ấn subscribe. Và các bạn hoàn toàn còn có thể là tìm thấy chúng tôi, có thể liên lạc với chúng tôi qua kênh Facebook .com/tiengchung.vn. Tiengchung.vn chúc bạn học tiếng Trung thành công.